kiệm kinh tế. Dạ. Dạ. Bán nó nhỏ lẻ như thế này thì còn được, còn những cái chậu mai á hàng triệu á thì bây giờ cũng không còn nhiều nữa. Vì một phần kinh tế khó khăn thì cô bác anh chị qua đây cũng 10.000 một nhánh thôi. Dạ. Thấy những cái nơi bán nhỏ lẻ như thế này thì năm nay là bán nhiều hơn đúng không? Dạ, năm nào cũng vậy. Dạ. Năm nào cũng vậy à. Tuy nhiên đó là mọi người á, cái buôn bán cũng phải cân đối, có nghĩa là thay vì bán những cái chậu lớn thì những cô chú như thế này nè sẽ chiết thành những cái nhánh nhỏ như thế này để cho dễ mua. Thay vì bán như chậu lớn thì tiền nó nhiều hơn và người dân họ sẽ khó có ít mua hơn thì họ sẽ chọn những cái nhánh nhỏ như thế này. Ý thầy nói vậy đó. Mà ông bà xưa là phải năm nào phải cúng. Hàng trăm năm nay rồi. Hàng trăm năm nay và rồi. Và miếng trầu, nếu như mà trong xây duyên thì miếng trầu là đầu câu chuyện. Yeah. Và trong đón năm mới thì không thể nào thiếu miếng trầu, miếng cao. Yeah. Và thậm chí là những cái miếng bộ niêu. Đây là bộ niêu này mình bao nhiêu một cái? Cô bán có 5.000 à. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái khu chợ quê những ngày cận Tết, để chuyển mình sang một năm mới, đó là năm 2024, năm Giáp Thìn. Đầu tiên thì cho Bùi Hồ gửi lời chúc sức khỏe đến cô bác quý anh chị, sức khỏe dồi dào, an lạc và đặc biệt là gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Cũng như cô bác quý anh chị biết, những ngày như thế này là những ngày ở những cái khu chợ đó rất là nhộn nhịp. Tuy nhiên vào năm nay vì tình hình kinh tế khó khăn nè, cũng bớt đi phần nào đó nhộn nhịp. Một phần là do sự cắt giảm nhân sự của các công ty, rồi công nhân không có việc làm, rồi họ cũng ít về quê hơn, bị cắt chi tiêu nên việc mua sắm của mọi người so với những năm trước đây thì không còn nhộn nhịp và ồn ào như trước nữa. Trước người ta sẽ chọn những cây mai tiền triệu, tiền tỷ để mà trưng ở trong nhà, thì thay vào đó những năm nay Tết cũng đã đến rồi, họ sẽ chọn cho mình một cách tiết kiệm nhất có thể, chẳng hạn như là những cái chậu hoa nho nhỏ để những cái chậu hoa nhân thọ, những cái nhánh hoa để trong nhà để đón một cái không khí Tết. Dù sao thì Tết cũng đã đến rồi, muốn ăn Tết giàu, ăn Tết nghèo cũng phải ăn. Tuy nhiên Tết năm nay thì so với những năm rồi thì lại có phần thắt chặt kinh tế hơn. Kinh tế thắt chặt hơn nên cuộc sống của người dân vốn dĩ đã khó khăn rồi thì lại càng khó khăn hơn. Đây là quê hương mà những người con xa xứ đi làm ở những cái công ty xí nghiệp lớn trở về thì năm nay lại thưa dần. Và bây giờ mời cô bác quý chị lại đây ha. Đây là một trong những cái không khí Tết ở một cái khu chợ quê. Đây là những cái nhánh bông cúc cô bác quý anh chị. Để mình sẽ hỏi xin đây tới năm nay thì mình bán bông được nhiều không chị? Nhiều hơn năm rồi anh. Nhiều hơn năm rồi ha. Dạ. Một nhánh như thế này là bao nhiêu tiền ha? 10.000. Một nhánh như thế này, một nhánh bông Tết chim Tết như thế này là chỉ là 10.000 thôi cô bác quý anh chị. Dạ. Còn bên kia? Bên đây 24-15. Dạ, nhưng mà có vẻ như là người dân năm nay đi Tết ít hơn là so với năm rồi đúng không? Dạ đúng. Không còn nhộn nhịp giống như những năm trước nữa. Dạ đúng. Lý do một phần đó, cô bác quý anh chị biết tại sao không? Đây, những cái nhánh bông như thế này chỉ 10.000 thôi, chị bán rất là chạy. Vì người dân đó, họ không còn chơi những cái cây hàng trăm ngàn hoặc hàng triệu nữa, chọn những cái nhánh này để trưng lên trang thờ hoặc là những cái chậu bông vạn thọ, giá nó rất là phải chăng, một cặp chỉ 50.000 thôi, đúng không chị? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Bán như thế này thì dễ bán hơn đúng không? Đúng vì rồi. Người ta là người ta tiết kiệm kinh tế. Dạ. Dạ. Bán nó nhỏ lẻ như thế này thì còn được, còn những cái chậu mai á hàng triệu á thì bây giờ cũng không còn nhiều nữa. Vì một phần kinh tế khó khăn thì cô bác anh chị. Qua đây đi xíu là đúng hơn. Cảm ơn chị nhiều ha. Đây, qua đây nè. Và cô bác anh chị thấy cái hình ảnh rất rõ là hiện nay thì là những ngày cuối năm, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến Tết. Tuy nhiên á, sự mua sắm của người dân á không còn ồn ào nhộn nhịp như những năm trước. Qua đây. Đây. Mình sẽ quay một trong những cái không khí Tết cho cô bác anh chị biết. Đây. Đây là nhiêu nhánh cơ? 10.000 nhánh. Cũng 10.000 một nhánh thôi. Dạ. Thấy những cái nơi bán nhỏ lẻ như thế này thì năm nay là bán nhiều hơn đúng không? Dạ, năm nào cũng vậy. Dạ. Năm nào cũng vậy à. Tuy nhiên đó là mọi người á, cái buôn bán cũng phải cân đối, có nghĩa là thay vì bán những cái chậu lớn thì những cô chú như thế này nè sẽ chiết thành những cái nhánh nhỏ như thế này để cho dễ mua. Thay vì bán như chậu lớn thì tiền nó nhiều hơn và người dân họ sẽ khó có ít mua hơn thì họ sẽ chọn những cái nhánh nhỏ như thế này. Đây là cúc hả con? Dạ. Cúc này là cúc gì con? Cúc màu. Cúc màu 10.000 một nhánh thôi.
ở nhà mà chỉ có vài nhánh như thế này là cũng đủ thấy không khí Tết rồi. Một bụi. Cái này là một cây một bụi đó. Dạ. À, đây đây ha. Qua đây nữa đây. Ở đây trái cây. Ngoài chưng bông hoa thì những người dân họ còn mua trái cây trên bàn thờ thì ở người dân miền Tây có chưng ngũ quả, đó là cầu dừa đủ xài, còn thêm mận nữa ha. Và cô bác các chị thấy đây có mận cầu nè. À, anh này anh đang bán mận cầu này. Đây mận cầu với lại đây là quýt. Năm nay thì cũng có mấy trái sung nữa kìa. Năm nay bán được hơn năm rồi không anh? Bữa nay bán này cũng thấy đỡ đỡ. Nhưng mà người dân đi nhiều giống như năm rồi không? Ít hơn nhiều hả? Ừ, ít hơn nhiều lắm luôn. À, anh biết tại sao là người dân đi ít không? Biết chứ. Sao vậy anh? Kinh tế bây giờ ai làm cũng hơi khó hết á. Dạ. Chắc có lẽ là những cái cô chú công nhân á vẫn còn đang bám trụ ở Sài Gòn ít về vì rồi. Một phần kinh tế đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. À. Tại vì anh nói là mua thì cũng người dân mà sống tại ở đây á thì mua thì vẫn nhiều vì mua những cái trái cây như thế này ít cũng ít tiền thôi. Và cô bác anh chị biết là chợ mấy năm nay là một trong những cái năm kinh tế rất là khó khăn, thành nữ là sức hút mua cũng rất là ít hơn so với năm rồi. Thì năm nay thì người dân đi chợ sắm Tết như thế nào anh? Đi sắm thì mình không biết, còn đi mua trái cây thì thấy thì ít hơn năm ngoái. Thì ít hơn ha. À, mãng cầu này là bao nhiêu một ký? Mãng cầu đó 80 ngàn. À, người ta sẽ trưng mãng cầu vì cầu vừa đủ xài đúng không anh? À, có bên kia đủ nữa kìa. À, rồi chúc anh mua may bán đắt nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. À, để cho cô bác anh chị thấy. Qua đây em. Ở đây là hai bên dãy hàng là chỉ bán bông hoa và trái cây. Và mình sẽ vô đây để chia sẻ cho cô bác anh chị biết một cái sạp bán đồ ở thời điểm hiện tại. Cô bác anh chị biết đây là thời buổi công nghệ số, thời buổi của 4.0 và mua hàng qua mạng là một điều gì đó nó rất là phổ biến rồi. Nên những cái sạp mà bán quần áo như thế này á trở nên điều hiu hơn. Thay vì thì người ta sẽ ra chợ lựa những cái bộ đồ thì không còn nữa. Tuổi teen, tuổi trẻ bây giờ lại lên những cái mạng xã hội ở nền tảng xã hội khác nhau để họ tự tay click vô một cái là như thế là món hàng đã đến nhà. Từ việc đó thì những người tiểu thương nhỏ như thế này lại bán quần áo không còn giống như lúc trước. Và chúng ta sẽ không còn thấy quá nhiều hình ảnh người mẹ hoặc là người bà hoặc là vợ để đi sắm những bộ đồ Tết cho con, cho cháu của mình. Mời cô bác anh chị vô đây. Đây là một anh bán quần áo anh. Chào anh ha. Năm nay là bán đỡ không anh? Năm nay thấy bán thấy nó cũng chậm hơn mọi năm. Vậy hả? À, vì năm nay số lượng khách nhiều thấy cho thưa quá, quán ẩm gầy, quán thấy chậm quá. Dạ. Năm nào là mình cũng đi bán Tết như thế này? À, đúng rồi, năm nào cũng bán chạy chợ. Dạ. Bán chợ này xong chạy chợ kia. Dạ. Đủ chợ hết. Dạ. Ờ, mấy năm trước thì bán lựa đông lắm đúng không? Ờ, một trước thì bán đỡ hơn năm nay, thì năm nay sao thấy khách thừa quá. Dạ, cái gian hàng của mình là từ đâu đến đâu? Từ đây vô tới trong đó luôn. Tới trong đó luôn ha. À. Mình thuê một ngày là bao nhiêu tiền? Thì mấy bữa Tết này chắc bả góp khoảng chừng nếu mà bán tấu ngày chắc khoảng cỡ 150-200 gì đó. Dạ, Tết bữa góp cao hơn. À, à, anh biết có biết là nguyên nhân vì sao mình lại bán chậm hơn không? Tại vì công ty năm nay thấy nó về sao thưa quá, hết quá, ngoài nó mặn, nó nói chắc chậm chạp rồi kia công ty ngoài á. Rồi người dân về cũng thắt chặt chi tiêu rồi mua sắm cũng hạn chế hơn đúng không? Ờ, đúng rồi, vì mình bán năm nay thấy tệ quá. Đây anh bán được bao nhiêu năm rồi? Hôm nay nó cũng cả chục mười mấy năm rồi. Đây là một anh tiểu thương buôn bán sạp quần áo di động. Có nghĩa là anh sẽ di chuyển có thể là chợ này hoặc là chợ kia đúng không? Và như cô bác anh chị biết được rằng á, là một phần vì thắt chặt vì kinh tế khó khăn thì người dân phải thắt chặt chi tiêu cho gia đình của mình. Thay vì họ sẽ mua nhiều quần áo để mặc ngày Tết thì chỉ sắm một hoặc là vài bộ cho cháu của mình thôi. Một phần nữa là chắc có lẽ là họ bán qua mạng nhiều đúng không anh? Đúng rồi, giờ thấy nó mua trên mạng nó ship vậy á. Dạ. Và mua đồ ship trên mạng nhiều mình bán giờ cũng phải chậm quá. Dạ. Thay vì thì ra lựa những cái sạp quần áo như thế này tại chỗ như thế này, những cái lựa những cái áo như thế này thì giới trẻ bây giờ không còn chuộng cái hình thức mua như thế này nữa mà sẽ trực tiếp lên mạng bấm một cái là có đồ về tặng nhà. Rồi. Như một áo này là bao nhiêu tiền? Cái áo này giờ nó 100 ngàn à. Có 100 ngàn thôi, cô bán với anh chị. Anh bán đến khi nào anh mới nghỉ? Nó cũng bán tới cỡ 30. 30 mới nghỉ hả? Ờ. Dạ. Tết mình phải đi lấy đồ mới về hết. Đúng. Và rồi. Cô bán với anh chị biết thời trang mà
thành thử là phải cập nhật liên tục. Những cái bộ đồ mà bán trên từ những cái ví dụ như bán không hết thì nó cũng rất là khó để mà giải quyết cái đầu ra, đúng không anh? Đúng rồi, hàng dạ. Bán rồi nó cũng tồn dữ lắm. Dạ, năm nay là có đã là 28, 29 Tết rồi. Mà hiện đến thời điểm hiện tại là bây giờ thay vì là sẽ nhộn nhịp sung túc, thậm chí là những năm trước cái đường lối đi này nè là chặt kín người, đúng không anh? Mà năm nay thì người dân lại không có cần mua như vậy nữa. Anh em đi chợ này em không thấy được những cái chậu mai to to vì năm nay người ta bán không được hay sao anh? Đúng rồi, năm nay thấy tôi cũng ít, không có chưng mai nữa, thấy tôi mua đằng bông này kia là tôi chưng Tết á, mà mai thấy ít mua. Dạ. Vì mai bây giờ nó quá trời, thấy tôi cũng trồng mai quá thế. Dạ. Không riêng gì là tiểu thương buôn bán quần áo nhanh mà cả những người buôn bán cây kiện á cô bác anh chị cũng rất là khó khăn, nhưng mà dù sao thì cũng phải đón Tết, cũng phải mừng Tết, dù ăn Tết nghèo chứ tí xíu mà đầm ấm là vui rồi. Mong rằng cô bác quý anh chị cố gắng sắp xếp về nhà để cùng đoàn tụ với gia đình để có một cái Tết nó đầm ấm. Thắt chặt kinh tế tí xíu nhưng mà qua Tết thì mong mọi chuyện nó sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều ha. Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh ăn Tết vui vẻ. Qua đây cô bác quý anh chị thấy điều hiu lắm. Người đang cầm máy quay cho mình là một người em cảm thấy không khí Tết năm nay như thế nào chú? Buồn quá. Buồn quá. Không có cái gì mà nhộn nhịp cũng như mấy năm rồi. Dạ. Người ta đi chợ thì ít mà người bán thì nhiều, người mua thì ít. À. Người bán thì nhiều hơn người mua đúng không? Và thời điểm bây giờ là chỉ 8:30 thôi. Nếu như mà những chợ những nơi khác á thì vào thời điểm này và cả những năm trước vào thời điểm này thì rất là nhiều người đông. Nhưng mà bây giờ thì lại không có đông như lúc trước nữa. Thì mấy năm rồi là nguyên cái khu vực này là giữ xe không hết. À, còn năm nay thì có thể là công nhân về ít nè, hay là cũng là vì chậm trễ hơn nữa nên thành nữ là việc mà mua sắm Tết nó cũng không còn gọn gàng như là những năm trước. Qua đây ha, đi tham quan đi xíu nữa. Và do là ở chợ quê á nên thành nữ là cô bác anh chị sẽ rất dễ thấy những hình ảnh những cái trái đu đủ và những cái trái dừa được từ ở nhà gom từ ở dưới vườn á rồi buôn bán. Ví dụ như trái đu đủ này là nhiêu vậy? 5.000 thôi nha. Trái này chỉ có 5.000 trái rồi. Còn trái dừa này? Trái dừa này có nước ăn được không? Có nước mà ít. Uống được không? Vậy tại sao mình phải bán trái dừa như thế này? Ta bán nhiều chân Tết anh. Hai cái này á, hai cái này là chân Tết được nè, hai này là vừa đủ. Vừa theo tiếng gọi của miền Tây á gọi là vừa đủ nha. Vừa đủ sung, vừa đủ sung luôn. Chỉ cần ba này thôi là đủ một cái mâm chân ngày Tết rồi. Đó, thì đó. Đây là một trong những cái chân truyền thống ở người miền Tây của mình á, là Tết là chân là vừa đủ. Vừa đủ đúng theo ý nghĩa là vừa đủ sức khỏe, vừa đủ hạnh phúc và thậm chí là mong sao cuộc sống này vừa đủ an nhàn. Như thế là cũng đã thấy một ngày Tết rồi. Là cô bác anh chị qua đây ha. Có sung nữa nè. Sung này là bao nhiêu hả chị? Chị 5.000 thôi. Nếu như mà mình tính chi tiêu thì khoảng trái dừa là nhiêu? Là 15.000 là vừa đủ sung rồi. Đúng không? 15.000 là một dĩa này. Vì sao mình lại bán rẻ như vậy hả chị? Trong nhà mình bán rẻ cho người ta mua. À, năm nay người ta đi chợ nhiều không? Hôm nay tôi đi chợ vắng lắm. Vắng lắm hả? Dạ. Hôm nay anh ta đi chợ vắng. Vắng hơn so với năm rồi nhiều không? Năm nay vắng hơn năm rồi nhiều. Tại năm nay người ta kinh tế khó khăn. Ta mua cái gì cũng ít hết trơn á. Ê hả? Bởi mình bán rẻ cho người ta dễ xài. Những năm trước thì mình có lấy bông về mình bán không? Có. Năm nay tại sao mình không lấy bông bán? Hoa? Không có bán bông. Năm rồi là trồng bông chậu bán không anh? Năm nay không có trồng. Sao chị? Năm nay thấy dân đồ kinh tế khó khăn quá mà không có trồng bông bán. Đây là những lời chia sẻ thật sự của những người tiểu thương đứng tại khu chợ này để mọi người hiểu được rằng một cái bức tranh những ngày cận Tết không riêng gì ở cái khu chợ quê như thế này mà từ thành phố cho đến là nông thôn đều người dân họ biết chi tiêu tiết kiệm hơn. Và thậm chí là vì kinh tế, như Bùi Hồ đã nói rất nhiều, vì kinh tế khó khăn nên họ thắt chặt lại.
để mà dù sao thì cũng phải đón Tết. Tiếp theo hành trình thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái gian hàng nhỏ lẻ của một cô bán những cái cây nhang, cây niêu và để đón giao thừa. Cô ơi, năm nay thì mình chậm, bán chậm lắm con ơi. Bán chậm lắm hả? Chậm dữ dằn luôn. Dạ. Năm ngoái cái này là bán đắt lắm, sáng giờ bán chậm kỳ. Mà dạ, ít ta hơn năm ngoái. Ít hơn ta hơn năm ngoái. Ít, ít lắm, ít nhiều dữ lắm. Vậy hả? Mấy trăm phần trăm luôn. Ờ. Nhiều lắm. Bán không có được như mấy năm ngoái. Ế ẩm lắm. Ế ẩm lắm. Mình bán cái này là khoảng đến 30 là nghỉ. 30 nghỉ rồi. Dạ, cái này là trầu đúng không cô? Trầu cao mình dựng niêu dạ, bữa 30 đó. Dạ, đây là trầu. Rồi cao. Cao khô. Dựng niêu đúng không? Rồi đây là ý nghĩa của cái này là như thế nào cô? Dạ, như mình cúng ba bữa 30 cúng giao thừa đó. Dạ. Mà cúng giao thừa là như là lịch lệ ông bà xưa người ta cúng giao thừa đang quỷ gì đó, nó không có lợi gì đó. Ý ta nói vậy đó. Dạ. Mà ông bà xưa là phải năm nào phải cúng. Hàng trăm năm nay rồi. Hàng trăm năm nay rồi. Và miếng trầu, nếu như mà trong xây duyên thì miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ. Và trong đón năm mới thì không thể nào thiếu miếng trầu, miếng cao. Dạ. Và thậm chí là những cái miếng bộ niêu. Dạ. Đây là bộ niêu này mình bao nhiêu một cái? Cô bán có 5.000 à. Chỉ có 5.000 thôi. Niêu này thì cô bác quý chị sẽ thấy 5.000. Rất là rõ nè. Gồm có đậu nè, rồi bắp nè, gạo, muối và kể cả những cái tờ tiền đô luôn. Đây là cái vật phẩm để đón giao thừa ngày Tết đó cô bác quý chị. Còn cái này là nhang dựng niêu đúng không? Nhang thơm. Con mua dòng nào bán dòng nấy, còn dựng niêu nè. Nhang này là nhang dựng niêu là bao nhiêu tiền? Có 20.000. 20.000. Cô bán mà cô nói năm nay là ít khách lắm, ít người mua lắm. Và thậm chí là mua thì họ không dám mua phung phí giống như những năm trước đúng không con? Dù sao thì Tết cũng đến, nhưng mà năm nay thì nó không sung túc như mấy năm vừa rồi. Rồi. Dạ. Con bẻ đi, cứ việc bẻ đi. Dạ. Cô bán cái đó là cao. Cao kiển. Cao kiển là bao nhiêu? Ai lấy mua nhiêu? Chị mua nhiêu? À. Những 5.000 thôi chứ bán nhiêu giờ. Còn cái cầu cao này là nhiêu? Cầu có 5.000 à. 5.000 luôn. Cầu bùn niêu luôn là 10.000. Trầu với lại bộ dựng niêu là chỉ có 10.000 thôi. Không, có, ta để nè, muối gạo nè. Nè. Chậu mới con mua cũng được. Hồi vô tư danh nè, chậu vườn mà để y gan vậy luôn. Cái này là sao cô bán ghẻ như vậy? Này là ở nhà tự làm hay sao cô trầu á? Ở nhà tự trồng sao? Trời ơi, mua đó. Mua mà tới mà 20.000 chục, mười mấy ngàn chục á không có lời. Tại giờ bán kèm bù niêu nè. Không có lời. Có nghĩa là lá trầu này là mình mua luôn. Mua chục. Một chục như thế này là gồm 10 lá hay 12? Chục như thế này 10 lá hay 12? 10 đôi. Một đôi gì là một nè, kể nè. Gì nè. Rồi. Là 10 đôi mà nó bán 15.000 chục, đâu có lời. Không lời. Không lời, 15.000 đây. Mình bán kèm này nè, kèm này vô. Kèm này vô có lời, ngày như con lấy 15 bán 20 lại 5.000. Còn ngày này không có lời. Dạ. Tại năm nay là em... ngày này hôm nay là 28 chín Tết rồi. Mà thấy bây giờ gian hàng của mình thấy nó không dồn dẹp giống như mấy năm trước. Trời ơi, năm ngoái con ghé coi đầu đông dữ dằn, bán đắt lắm. Dạ. Đông mà lại bán đắt nữa. Dạ. Hôm nay bán sáng thì có nhiêu đâu, có 200-300 ngàn. Cô bán đến mấy giờ mới về? Lúc chiều về tới tan giờ rồi, chứ mướn này là 50.000 đó. Dạ. Mướn chỗ này là 50.000 đó. Cô bán như thế này là được bao nhiêu năm rồi? Ba mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm rồi bán như thế này rồi. Cô đi bỏ mối cái còn dư cái cô đi bán lẻ. Dạ. 3-4 năm rồi. Dạ. Ngay cả những cái vật phẩm để trưng ngày Tết á, thì thậm chí thì người dân họ cũng mua ít lại. Vì những năm nay á, công nhân ở những cái xí nghiệp, những cái công ty lớn á, không có về nhiều nữa, nên là nữ sức mua của người dân ít lại. Và thậm chí là cô bán, có thể nói là cô chia sẻ rằng là bán lời cũng ít lại của bác anh chị. Bò này là chỉ 10.000 thôi. 10.000 nè, không rẻ gì đó. Rồi bà lấy đầu tư rồi nè. Đầu tư thêm miếng nữa không gì đó. Thêm đó nha. Rồi bán những cái lời đó, thêm đâu có lời. Này 10.000 nè.
Cái đầu này 10 ngàn, 20 ngàn. 20. Rồi thêm dùm chùm cái gì này hả? Này là 5 ngàn đó thêm. Rồi đi chặn cho con có điện thoại rồi đó. Vậy đó, hết lời. Rồi, cảm ơn. Gắn kèm đi bộ niêu rồi mới có lời. Ngay cả bản thân của Bùi Hồ cũng cảm nhận rất là rõ như thế này. Những năm trước vào thời điểm này đó thì các bạn, các chú làm những cái công ty xí nghiệp lớn ở Sài Gòn á, ăn mặc lộng lẫy để ra ngoài chợ mua đồ sắm Tết, thì những năm nay lại không còn nữa, và thay vào đó là những cái trang phục rất là bình thường, và họ đi chợ một cách tiết kiệm nhất có thể để mà dù sao thì cũng phải đón Tết trưng bày cho ông bà để đón một năm mới, cũng mong rằng là sẽ chuyển mình sang một năm mới đầy hứa hẹn hơn. Trước khi kết thúc đoạn clip này, Bùi Hồ có chia sẻ như thế này. Bùi Hồ có đọc được một cái đoạn văn ngắn như thế này: ngày xưa tôi chờ đợi Tết vì Tết đáng được chờ đợi mà. Ngày nay tôi cũng chờ đợi Tết, không phải vì áo mới, cũng không phải vì có dưa hấu, nhưng mà chờ đợi Tết để kết lại một cái chặng đường, một chặng đường đã qua. Rồi sau Tết tôi sẽ sống những ngày tháng mới để thấy được rằng những lỗi lầm và những sai sót không thể nào chỉnh sửa trong một năm qua. Cũng mong rằng sau đoạn clip này để chia sẻ cho cô bác quý chị về một hình ảnh Tết Việt Nam, Tết Nguyên Đán của Việt Nam, để cô bác hiểu rõ hơn về một cái chợ quê, cũng như là chia sẻ hình ảnh này, mong cô bác quý chị ở trong nước và ngoài nước ủng hộ. Còn bây giờ thì trước khi kết thúc đoạn clip, Bùi Hồ xin chúc cô bác quý chị sức khỏe, dồi dào, an lạc, một năm mới đầy thành công. Xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý chị ha.